Rồi, đây là một góc làm việc thật là tuyệt vời. Đó, mọi người thấy chưa không ạ? Rồi, sau hầm bữa khảo sát thì hôm nay em sẽ qua đây lắp cái hồ đây mọi người ha. Thì hồ sẽ lắp trên lầu 1 nha. Thì em sẽ vận chuyển vật tư kính và cái chân sắt lên trên và lắp tại chỗ mọi người ha. Mở mở cái cửa cho nó rộng ra luôn anh em ơi. Không ấy là cửa nhà kìa. Thì kính nó được cắt sẵn hết mọi người ha. Và những cái nào cần bắt keo trước sẽ bắt keo hết rồi. Thì qua đây sẽ lắp nhanh hơn. Rồi, đây cơ bản đã vệ sinh xong hết mùi ha. Bây giờ em sẽ để vật liệu lọc, có nghĩa là xả nước trong cái hồ để rửa silicon nha. Cũng như là rửa lọc, sau đó bắt đầu sẽ cho em cá vào. Đó thì đây, cá đây nè. Em huyết sai khoảng hơn 60 nha. Rồi tiếp theo tới công đoạn em xử lý cái hồ ở trên nha mọi người ha. Thì sẽ cho chạy xả keo ở trên ha. Rửa thật là kỹ. Rửa thật là kỹ. Đó, tại vì cái hồ này thật là cái hồ này là mới dán cách đây mấy ngày thôi. Đó. Nên phải là rửa keo thật là kỹ mới dám thả cá vào nha mọi người ha. Cái hồ này đi máy bơm 10.000 và xài ống đỏ ha mọi người ha. Đó, không sao bình minh mà sao không đỏ.
Vì size này mà size 60 mà nó chuẩn chỉ hết từ mắt môi đến râu đuôi thì là không có chỗ nào mà có lỗi hết. Nó đẹp hơn lúc mà thả cho hồ. Dạ. Đây như đây chưa thả cho hồ nhưng mà nhìn nó phê đúng không? Dạ. Hôm bữa mọi người chọn cái bên thì màu đẹp hơn thì các cái lắm đèn á. Dạ. Mới thả vô rồi sao nó kêu lên màu. Con này mới kéo với ao lên anh. Bây giờ chưa có đánh đèn ngày nào. Nên hầu như là cái màu của nó là màu tự nhiên, nó chưa có bắt đèn. Dạ. Cái này cần đánh thêm thời gian nó thì ok luôn. Tại giống vậy cái lưng nó lột hết luôn. Nếu anh nhìn thấy thì thường huyết cái lưng nó sẽ không có lột nhiều như con này đâu. Còn con này là cái lưng nó lột hầu như là lên leo lưng hết rồi. Bây giờ em đang ngâm cho nó quen nước bắt đầu thả ra thôi. Gì không đây sai lầm á, mua con cá nhỏ là sai lầm á, về thả vào nó cái chút xíu. Rồi đã tới giờ thả cá rồi ha, đó đã vô được 5 nước luôn rồi. Đây màu cái mới xài xám 10 hơn nha. Rồi thả cá thôi. Rồi đây là một góc làm việc thật là tuyệt vời. Mọi người thấy chưa không ạ? Cho nó ăn hay là gì đó, anh mới bước vô phòng cái nó sẽ nó mừng. Con này anh đánh chưa có chơi đèn thêm thời gian nữa là tuyệt vời. Lại cái vảy nó lên hết cái lưng luôn rồi. Đầu muỗng đẹp. Chơi cái này chơi với con cùi chắc chắn nhất. Xin chào mọi người nha, mọi người cũng nha, xin chào, bye bye.